khi mình thể hiểu được. Hey yo, xin chào anh em nha. Tình hình là năm nay là tôi chính thức bước sang tuổi 30. Nhưng mà sinh nhật năm nay thì tôi lại hướng đến công tác, MC gặp live các anh em ạ, ở Sài Gòn. Nên là bọn mình phải tổ chức sinh nhật sớm phải không? Thì các anh em trong văn phòng đã tạo cho tôi một cái bất ngờ cực kỳ là kinh khủng. Đó là đi tìm món quà sinh nhật tuổi 30, rất là ly kỳ. Nên là mọi người hãy đón xem video này nhá. Let's go. Sinh nhật Pinh Lê tuổi 30. Đầu tiên là buổi trưa thì anh em bọn tôi lôi nhau ra một quán dê gần đó để ăn và nhậu nhẹt tưng bừng. 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, go! Tiếp theo thì các anh em văn phòng đã ngấm ngầm tổ chức cho tôi một cái trò chơi, người ta gọi là trò chơi giải đố để lấy quà sinh nhật anh em ạ. Thề luôn, tặng cái gì thì tặng, bắt tìm tòi mệt ơi là mệt. Thế phải, tay phải mà. Nani. Đây là cái gì? À, cái này là đưa ra gợi ý vị trí để bắt tôi đi tìm trong các vị trí ở văn phòng. Không phải nói phét chứ mấy cái trò này tôi là master rồi anh em ạ. Bao nhiêu năm tìm tóc sâu cho mẹ thì tôi thấy trò này thực sự là quá dễ. Mát lắm nha, là cái gì? Trong tủ lạnh đi. Đây rồi. Quá. Sao? Oh. Oh. Wow. Anh còn giải cơ mà. Anh làm như là dễ lắm. Ấy thế nhưng mà đến mấy cái thử thách này thì khoai thật sự. Đây, chắc giỏ rồi. Đây. Mình cân nhắc lên. Hả? Sao mất quan điểm? Khó thế. One hour later. Thật sự luôn là cái trò xếp hình này nó khó quá mức và mất rất nhiều thời gian. Và phải có cả Hin hỗ trợ thì tôi mới giải được. Tưởng đâu giải xong rồi có quà luôn thì cuối cùng lại thêm một trò tính toán nữa. Ờ, nhưng mà không sao, trò này thì quá đơn giản với thần đồng tính nhẩm của xóm như tôi rồi. 682, một số đúng và ở đúng vị trí. 604, một số đúng nhưng sai vị trí. Một số đúng ở đúng vị trí, đấy sẽ là 2. Em sẽ ghi ra một đơn vị trí. Quên hết rồi. 02. Trong quần. 1. 0. 2. 2 rồi đấy, cố. Sao thế? Là sai rồi đấy. A few moments later. Anh em biết đấy, một tính nhầm thì thỉnh thoảng cũng nhầm một tí nên là hơi mất thời gian. Dễ ở từ 142. Chưa? Đã để bài sai. Sai rồi, 42 sai nhá. Sai rồi, nó mất ngay. Nơi đây sương khói mờ như này. Vào chỗ tôi nào. Ký vào. Sương khói mờ như này. Gì? Vào chỗ tôi nào. Đây á. Mẹ em hít cay tìm kỹ vào tìm gì. Con mẹ nghiệp lỗi rồi. Sao lại có gì chìa khóa à? Đâu đấy bé mà. Ok, và cuối cùng thì cũng đến kho báu. Chắc chắn lần này là quà rồi. Ôi trời ơi.
Làm được ơi. Nhưng mà câu đố thật sự là mật khẩu One Piece anh em ạ. Giờ không biết tìm ra ở đâu. Văn phòng thì đến 1 tỷ cái đồ One Piece. Trời ơi, anh em làm khó tôi thế nhở. Pít chắc chắn đi đây. Chuẩn chưa? Có thấy gì đâu? Anh em nhìn cái phòng kho này này. Tìm thế này thì có mà đến Tết mới tìm ra đồ One Piece à? Nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng phát hiện ra một vật khả nghi anh em ạ. Cái thử. Nhưng mà không gì ngắn đủ. Chết rồi à. Không có gì cả. Cay thế. Phải cầu xin sự cứu viện của các em khác thì mới biết là quả đâu. Thế xong rồi cuối cùng thì vẫn chưa biết quả đâu. Lại cần một mật khẩu khác. Lần này là vợ chúng tôi biết với nhau thôi. A few moments later. Yêu vợ ra ngoài ngồi điều hòa. Gì vậy? Wow. Ngờ mà ơi, ủa có nhẫn này. Hai nhẫn này. Sự thật chỉ có một mà thôi. Đi, tìm tiếp. Cô Na. Rồi xong thì tiếp đến là tìm đến cô Na. May mà không phải Naruto chứ không thì chắc quà sinh nhật năm sau nhận. Yêu vợ gì? Bố mày hỏi. Tại sao? Bố mày biết. Úi dồi ôi, tuyệt vời em ơi. Ôi trời, quà sinh nhật giấu rất kỹ nhưng mà quên mất hóa đơn anh em ạ. Biết xử nó ra quà. Không biết là cố tình hay là vô tình. Đây 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 đây. Cái máy lọc không khí này là cái món quà sặc mùi vật chất đây này. Now, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Nhưng mà cái thứ mà tôi thích nhất và cảm động nhất chính là một con figure chính bản thân tôi. Món quà này thể hiện rằng vợ tôi rất tự hào vì có một người đàn ông chồng đẹp trai như tôi đấy. Tự hào đến mức mà tạc cả tượng luôn. Sau một ngày quay vất vả thì tất cả anh em bạn diễn trên kênh đã tổ chức một buổi nhậu nhẹt linh đình. Rất nhiều lời chúc tốt đẹp đã dành cho tôi. Mỗi lời chúc là một chén, loanh quanh đâu đó 100 lời chúc thôi anh em ạ. Say bí tỉ. Đoạn này thì tôi đúng là không hiểu kiểu gì luôn. Hơn chục thằng diễn viên mà góp tiền vào mua cho tôi được mỗi một cái chấm bánh như này đấy. Cay thế nhỉ. Không biết cắt bánh kiểu gì nên quyết định là thua thế này nhá. Mỗi ông cắn một miếng. Ăn hết anh ơi, xin ok, và cuối cùng cũng có một cái bánh xứng đáng một tí nữa. Thôi, bây giờ là đến lúc để tôi múa bánh rồi anh em ạ. Nhìn này. Này. Và kết quả là tôi đã bị trượt cái bánh xuống đất. Và chẳng ai được ăn bánh nữa anh em ạ. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Và nếu như bạn yêu quý mình thì hãy gửi cho mình một lời chúc sinh nhật ở phần comment nhá. Cảm ơn tất cả các bạn. Và lời chúc nào hay nhất thì có thể mình sẽ gửi đến cho các bạn một phần quà đến từ team Tinh Lê. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Let's go!